Dũng Taylor xin kính chào quý vị Tối hôm qua, tối thứ sáu, 7 tháng 11 ứng cử viên của đảng Dân Chủ ông Joe Biden đã có buổi phát biểu dưới trước toàn dân của Hoa Kỳ Ông chưa khẳng định là ông sẽ thắng nhưng ông cho rằng những con số trước mắt cho thấy ông sẽ trở thành vị Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và ông nói ông đang chuẩn bị tất cả những hành trình để hàng gắn đất nước, để uh, kiểm soát uh, và triệt hạ uh, cái mối đại dịch COVID uh, củng cố lại kinh tế, cho bánh xe kinh tế lăn bánh. Và ông uh, kêu gọi toàn dân hãy bình tĩnh, hãy uh, nhẫn nại để theo dõi và để tiến trình của nền tự do và tiến trình của cuộc bầu cử diễn tiến theo đúng quy trình của nó và à, điều cuối cùng là ông nói rằng ông và bà thượng nghị sĩ à, Kamala Harris cũng đã bắt đầu nói chuyện với tất cả những chuyên gia của các bộ ngành đây được cho rằng ông Joe Biden đã bắt đầu à, tuyển chọn những nhân tố cho nội các và có thông tin rò rỉ cho rằng à, phía Đảng Cộng hòa cũng đã nói chuyện với tổng thống Donald Trump à, để sẽ có một cuộc điện thoại chúc mừng chính thức cho ông Biden. À, được biết rằng đây là thông tin chưa chính thức nhưng à, mức chính xác được rò rỉ ở bên cạnh à, bởi những người thân cận của tổng thống Donald Trump rằng à, ông sẽ gọi điện thoại chúc mừng ông Joe Biden nhưng ông sẽ không à, công nhận là ông đã bị bại mà ông sẽ à, cho rằng ông đã bị cướp và vĩnh viễn là 50% phân nửa người dân Hoa Kỳ luôn luôn sẽ có cái suy nghĩ rằng là ông đã bị cướp à, không biết là cái cuối cùng thì ông có nói như thế hay không nhưng à, theo thông tin rò rỉ hiện tại thì à, đảng Cộng Hòa cũng đã nói chuyện với ông và ông cũng một mật là cương quyết là sẽ giữ cái lập trường này à, hy vọng là quý vị sẽ đăng ký để nghe thêm những bản à, thông tin những tin mới nhất à, đây là không phải là tin chính thức nhưng mà tin chính xác và quý vị theo dõi những tin của kênh Dũng Theo TV à, cũng giống như trong cái vụ 39 người thì Dũng cũng là người đầu tiên đưa ra thông tin là 39 nạn nhân là người Việt Nam và lúc đó Dũng cũng biết rằng có nhiều người cũng đã không thích cái thông tin đó và À, cũng đã lên án nhưng làm truyền thông thì chúng ta phải à, đi trước à, nhưng à, phải chắc chắn và hy vọng là một năm qua những thông tin dũng đưa cho quý vị thì quý vị cũng thấy là đây là một cái nguồn thông tin uy tín à, thông tin rò rỉ cho thấy rằng à, hoa kỳ sẽ ôn hòa để mà chuyển nhượng quyền lực không có à, những sự bạo loạn bạo động hoặc là nội chiến để mà biến hoa kỳ sập bẫy của kẻ thù À, họ đang đứng cạnh kề để mà múa tay trong bị à, mời quý vị đón nghe à, cái bài à, phát biểu này của ông joe biden à, ông nói rằng à, hy vọng là tối hôm nay tối thứ bảy khi có con số cuối cùng của tiểu bang à, chủ bài con số à, cuối cùng của pennsylvania thì ông sẽ à, xuất hiện để mà với vai trò là người chính thức đã chiến thắng cuộc bầu cử này à, mời quý vị à, đón nghe à, phần dũng dịch thuật lại bài à phát biểu của ông ngắn gọn xúc tích à, để mà trấn an à, toàn dân à, vào tối thứ sáu ngày 7 tây à, tháng 11. We don't have a final declaration. Chúng ta chưa có con số tuyên bố cuối cùng và chúng tôi cũng chưa có xuất hiện nơi đây để tuyên bố là chúng tôi đã chiến thắng. Nhưng con số cho thấy rằng đảng Dân Chủ sẽ thắng. 24 tiếng trước, chúng tôi đã bị dẫn đầu ở Georgia. Bây giờ chúng tôi đã dẫn đầu. 24 tiếng trước, thì chúng tôi cũng bị dẫn đầu ở Pennsylvania. Bây giờ là chúng tôi đang dẫn đầu. Chúng tôi đang thắng ở Arizona, ở Nevada. Ở Nevada là chúng tôi, con số dẫn đầu đã được tăng gấp đôi. Và coi lại con số của toàn quốc. Và chúng tôi sẽ thắng, thắng vẻ vang và thắng rõ ràng. 74 triệu người cử tri hoa kỳ đã bỏ phiếu cho tôi so với lại những coi như đây là một kỷ luật lịch sử một kỷ lục từ trước tới nay chưa có người nào nhận được cái số lượng bình chọn của dân dành cho mình tôi rất hãnh diện là trong cuộc bầu cử này không có những cái lộn xộn xảy ra trong toàn quốc và đảng của tôi đảng dân chủ của tôi là lần đầu tiên thắng được Georgia hai trong 24 năm là đảng đầu tiên thắng được bang này. Tôi biết là quý vị đang rất bực mình khi mà xem cái quá trình kiểm định phiếu và nó chậm tới mức mà chúng ta bực mình bức xúc và ngồi tê cả người và chúng tôi muốn nói rằng những đây không phải là những con số mà những lá phiếu này đại diện cho tất cả những cử tri Hoa Kỳ. Họ đã bày tỏ cái quyền công dân của họ. và không cần biết là màu da, sắc tộc mà họ chỉ biểu hiện cho thấy rằng là họ cần sự thay đổi và Hoa Kỳ họ không muốn tiếp tục những diễn biến những chuyện gì xảy ra bốn năm qua mà họ muốn thay đổi. Họ muốn là lãnh đạo phải có một cái lệnh cứng rắn để mà khống chế và kiểm soát đại dịch COVID. Và 74 triệu người đã lên tiếng và đã nói rõ ràng là họ muốn đảng Dân Chủ và họ muốn sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ để định hướng tái định hướng lợi cho quốc gia. Ngày hôm qua, tôi và Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã gặp gỡ tất cả các chuyên gia của các ngành nghề để bắt đầu tiến trình all across the country. Daily cases are skyrocketing. Và trước mắt là chúng ta phải đương đầu với COVID là hiện giờ COVID vẫn đang bùng phát và trong vòng trong vòng một ngày mà chúng ta có trên 100.000 ca nhiễm mới 240.000 người đã mất mạng mà 240.000 sẽ có 240.000 chiếc ghế trong tại các buổi ăn, buổi cơm của gia đình. Tôi là một trong những người có thể chia sẻ với quý vị tôi đã mất thân nhân của người thân của mình và tôi muốn nói rằng cho quý vị biết rằng chúng tôi chia sẻ con tim của chúng tôi đau xót cùng với lại quý vị. Và chúng ta tôi Đảng dân chủ không thể nào cứu những người đã chết nhưng mà chúng ta sẽ cứu được những người sắp tới. Và chúng ta nói là tại sao là tuy là kinh tế đang quay đầu nhưng mà rất chậm tại vì chúng ta chưa kiểm soát được cái đại dịch. Khi chúng ta kiểm soát được cái đại dịch thì kinh tế sẽ phát triển mạnh. Hiện giờ chúng tôi đã có một gói kế hoạch kinh tế rõ ràng để vừa mở cửa hoạt động vừa kiểm soát được đại dịch. Chúng tôi muốn kêu gọi toàn dân phải bình tĩnh, phải nhẫn nại, phải chờ đợi và tin tưởng vào trong tiến trình. Có điều là 244 năm qua chúng ta phải tin tưởng vô nền tự do dân chủ của Hoa Kỳ. Nó chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng cả cho nên chúng ta phải tiếp tục tin tưởng vào nó không ai có thể cướp được nền tự do của chúng ta tôi sẽ không bao giờ để điều đó nó xảy ra ở mỹ chúng ta với vai trò của người công dân mỹ là chúng ta rất có những cái ý kiến cá nhân mạnh mẽ và sự bất bình bất đồng mạnh mẽ đó là một cái điều lành mạnh cho nền tự do của chúng ta đó là cái sự cái sở trường của nền tự do và chính trị của chúng ta nhưng chúng ta không thể dùng nó để biến nó để trở thành hận thù chia rẽ bỏ thêm củi vào lửa mà là chúng ta phải dùng nó để giải quyết vấn đề để bảo vệ công lý để giúp cải thiện đời sống của toàn dân Chúng ta bất đồng quan điểm nhưng mà chúng ta không phải là kẻ thù vì chúng ta là công dân Hoa Kỳ. Tôi chỉ khẳng định rằng 150 triệu người đã bỏ phiếu, thật sự là họ muốn khẳng định dù cho họ đứng bên đảng nào, họ chỉ nói rằng họ mệt mỏi với chính trị và họ muốn cho chúng ta hãy bỏ cái tôi ở trong chính trị mà nhìn vào cái chung để giải quyết đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại phải đoàn kết để hàn gắn để uh, xóa uh, hàn gắn và giúp xóa dịu cái vết thương. Đây là một cái điều nói nhưng mà không dễ làm như chúng tôi nghĩ rằng tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ làm được khi chúng ta đoàn kết. Người Mỹ chưa bao giờ mà không làm được những thử thách. Tôi sẽ bỏ tôi sẽ cố gắng phục vụ những người mà đã bầu cho tôi và luôn cả những người không bầu cho tôi đó là bổn phận và trách nhiệm của lãnh đạo là phải quan tâm cho tất cả toàn dân chứ không phải chỉ có người nào bỏ phiếu cho mình. Mình không còn nhiều thời gian để để lãng phí nữa, chúng ta phải tập trung vào để lo cho con cái và lo cho con cháu của mình. Tôi chưa bao giờ lạc quan như bây giờ về tương lai của đất nước của chúng ta. Nếu chúng ta đoàn kết, tương lai thế kỷ 21 nằm trong tay, tầm tay của chúng ta, nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, và chúng ta sẽ làm chủ định mệnh. Lịch sử cho thấy chưa, Hoa Kỳ chưa có bao giờ vượt qua những khó khăn khi mà chúng ta đoàn kết làm việc chung. Và tôi hy vọng là tối mai tôi sẽ xuất hiện nói chuyện với lại quý vị. Cầu xin Chúa hãy ban phước lành cho quân đội của chúng ta, cho toàn quốc của chúng ta. Xin chào quý vị kênh này. Dũng Thay Lời xin uh, quý vị nhớ đăng ký để quý vị uh, trở lại đây để uh, có những thông tin gì mới nhất uh, Dũng sẽ gửi đến cho quý vị. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị.